Thời đại công nghệ số lên ngôi và để nổ từ xa, Digital Kaki chính là ngôi sao dẫn lối. Với phiên bản nâng cấp, Digital Kaki Option 4G không những là sẽ giúp chiếc xe của bạn trở nên sang trọng hơn mà còn an toàn và thông minh hơn rất nhiều với những tính năng cực kỳ thú vị và độc quyền nữa. Việc khởi động xe trước khi mà xe khởi hành không chỉ giúp cho động cơ hoạt động bền bỉ và trơn tru hơn mà còn có tác dụng hữu ích khác, nhất là khi mà chúng ta đỗ xe ở trời nắng. Để nổ từ xa, điều hòa, quạt gió hoạt động và hạ thấp nhiệt độ trong xe xuống dưới 25 độ C để đem lại một cảm giác mát lạnh, dễ chịu, thoải mái ngay sau khi vừa mới bước lên xe. Để nổ từ xa trên chiếc Smart Key này thì quá là đơn giản rồi, và ngay bây giờ chúng ta có thể để nổ từ xa trên app smartphone mà không bị giới hạn bởi khoảng cách nhờ đường truyền băng thông 4G, rất là độc đáo luôn. Không cần tháo lắp phức tạp, dễ dàng kết nối với thiết kế hoàn toàn bằng jack cắm plug and play, không ảnh hưởng đến bất kỳ một tính năng nguyên bản nào của xe. Đặc biệt hơn hết, với option 4G trên app smartphone còn được kích hoạt hàng loạt những tính năng thú vị cao cấp hoàn toàn mới. Và bây giờ thì chúng ta có thể theo dõi mọi trạng thái của xe ở trên app với giao diện cực kỳ trực quan và dễ sử dụng nữa. Ngoài ra thì còn hiển thị trạng thái của cửa xe. Đây. Và bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng app để mở và khóa xe một cách an toàn. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta muốn mở và đóng cốp xe nhưng lại không mang theo Smart Key thì phải làm sao nhỉ? Chỉ đơn giản thôi, một bước ở trên app điện thoại. Đó là chúng ta có thể dễ dàng mở và đóng cốp xe rồi. Cảnh báo an ninh xe vượt phạm vi giới hạn, cài đặt phạm vi kích hoạt báo động. Nếu xe vượt quá khoảng cách, hệ thống sẽ cảnh báo trên ứng dụng, không còn lo ngại trường hợp xe bị mất cắp nữa. Và chỉ với thao tác một chạm thì giờ đây chúng ta đã có thể tìm được xe của mình ở hầm tòa nhà hoặc là vị trí gửi xe với tín hiệu bằng âm thanh. Cuối cùng sẽ là một tính năng mà Hòa tin rằng rất nhiều chủ xe yêu thích và quan tâm, đó là định vị xe hiển thị trên app smartphone với tọa độ chuẩn như trên Google Maps. Báo cáo lịch sử di chuyển của xe bằng văn bản hoặc video, xe của bạn đang ở đâu, đang đi đâu, tất cả đều được hiển thị rõ ràng và đầy đủ trên điện thoại. Sở hữu tính năng ưu việt cùng với công nghệ vượt trội, để nổ từ xa Digital Kaki Option 4G xứng đáng dành riêng cho chiếc xe của bạn. Hiện tại thì sản phẩm đã có mặt trên tất cả các đại lý, các trung tâm phụ kiện nội thất ô tô trên toàn quốc. Hãy nhanh tay liên hệ để sở hữu ngay để nổ từ xa Digital Kaki Option 4G cùng rất nhiều những sản phẩm tiện ích khác cho chiếc xe hơi của bạn. T-Mart Việt Nam, nâng cấp xe của bạn trở nên thông minh và an toàn hơn.